duy nhất để chúng ta nhận được nguồn năng lượng vũ trụ dồi dào. Của cái bộ môn này so với cái khác á, là chỉ ngồi để tiếp nhận cái nguồn năng lực thôi, rồi còn những cái bộ môn khác thì qua cái chuyên môn họ phải vận động, đây là không có vận động mà chỉ ngồi im, từ đó cái năng lượng nó sẽ đi vào cơ thể và nó sẽ quân bình. Rồi, xin chào cả nhà đã trở lại với Văn Kim. Hôm nay Văn Kim quay một cái video về một cái ca ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện đã trải vờ. Qua cái sự hỗ trợ của chú Hành đến nhà trực tiếp để hỗ trợ cho cái người bị ung thư giai đoạn cuối này, bác sĩ trải vờ như thế nào? Câu chuyện này là có thực tế ở chỗ cái điểm của Văn Kim. Cả nhà chúng ta đừng đợi mình để theo dõi video sau thực tế như thế nào qua hình ảnh video sau nha. Rồi, hôm nay Văn Kim cùng với chú Hành trực tiếp đến nhà hỗ trợ cho cái bệnh nhân này ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ trả vờ như thế nào. Rồi, đây là chủ nhà, con của người bệnh nhân này. Rồi, đây là bệnh nhân đã, bác sĩ đã trả vờ nằm thở oxy. Bệnh nhân giai đoạn cuối là cả nhà mình thấy đó, đang thở oxy. Rồi Văn Kim và chú Hạnh đến trực tiếp để hỗ trợ qua cái lực tình thương để có kết quả như thế nào, hiệu quả ra sao, cả nhà chúng ta bây giờ ai chưa thấy biết được cái môn học thiền thu năng lượng này của chú Mai ở Bình Dương, do Đức Tổ sư Dasira Ranada khai thác ra cái môn học này là cái môn học tình thương hoàn toàn không thu học phí. Bây giờ chú Hành đang hỗ trợ trực tiếp cho cả nhà mình cùng xem. Hồi giờ ai chưa biết được cái môn học này, hôm nay chúng ta cùng theo dõi với Văn Kim cách hỗ trợ của chú Hành cho cái người ung thư giai đoạn cuối này như thế nào. Và sau cái hỗ trợ này, cả nhà chúng ta theo dõi Văn Kim trực tiếp hỏi phỏng vấn cái người này trực tiếp luôn, hỏi được giảm phế được bao nhiêu phần trăm và như thế nào qua hình ảnh video sau. Cả nhà chúng ta theo dõi, đừng đợi mình hình nha. Con của bệnh nhân này thật là đau xót khi cha mình đã bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ trải vờ không biết cách nào như thế nào. Và qua có một người học trường sinh học giới thiệu qua chú Hạnh ở Nha Trang, và con của bệnh nhân này đã mời chú Hạnh ra để hỗ trợ cho cha mình. Tối đó thì con của bệnh nhân này đã gọi cho chú Hạnh từ ở Nha Trang, sáng sớm là chú Hạnh đã có mặt đến nhà giống như hôm nay, đã đến nơi và hỗ trợ cho bác này. Cả nhà chúng ta đừng rời màn hình để theo dõi hôm nay chú Hạnh hỗ trợ cho bác này như thế nào, có kết quả ra sao qua video sau nha. Đừng rời màn hình nha, theo dõi cuối video. Văn Kim có trực tiếp phỏng vấn hỏi chủ nhà bệnh nhân kết quả xem thử được giảm như thế nào qua cái bệnh ung thư của mình đau nhất. Một đêm thì không bao giờ ngủ được, trằn trọc suốt đêm, mà qua sự lời nói của con của bệnh nhân và cả bệnh nhân luôn nha. Rồi cả nhà chúng ta theo dõi tiếp video sau cùng với Văn Kim. Thấy sao Hoài? Nãy giờ hỗ trợ Hoài thấy nó phải khỏe chút nào không? Dạ, ý phải khỏe chút nào không? Phải khỏe. Dạ. Nó chỗ đau rồi, nó bớt đau không? Không có đâu. Đau nhất là ngọt bụng, không có đau. Dạ, bớt đau ha. Dạ. Rồi, thấy hay không cả nhà? Giờ đây bên Kim trực tiếp quay thử ông Hoài này, thử là khỏe như thế nào. Mấy bữa là ngồi nằm thở oxy, đau nhức cả đêm cả hôm, không ngủ được.
Hôm nay chú Hạnh hỗ trợ cả nhà chúng ta thấy thử ông Hoài tiến triển như thế nào, mà quay trực tiếp video ông Hoài khỏe hay không, đi được như thế nào nha. Cả nhà theo dõi video sau. Đủ rồi, ông không cần diễn động nữa nha. Đúng không? Rồi còn lại muốn tre nữa là tiêu. Lại muốn tre được không ạ? Cực cực. Bây giờ hết năng lượng. Vậy giờ ngồi lên đằng này bữa đi mà bữa đi đi rồi mày đi rồi. Tôi đã nói rồi mà, cố gắng. Rồi, giờ bạn Kim hỏi con của bệnh nhân này tình hình diễn biến khi ông ngoại này bác sĩ trả về là bệnh như thế nào. Nhà này, con của người bệnh nhân này là nói cho cả nhà mình cùng xem câu chuyện thực tế như thế nào mà bác sĩ đã trả ông ngoại này về, rồi chú Hạnh hỗ trợ cho cả nhà chúng ta nha. Đường Phan Trắc Long. Ý là bữa là dẫn ông ngoại này là vô bệnh viện nào? Bệnh viện Hoàng Mỹ, đường Phan Trắc Long ở Sài Gòn. À, phường Phú Nhuận ở Sài Gòn, tại Sài Gòn là mẹ bác sĩ đã kết luận là cái phổi nám đen hết rồi. Phan nám đen. Còn bụng thì nhiều khối u được phủ kín hết, cực quan ở quanh tim, ở quanh tim nữa, men gan cao, yeah. Là coi như nó kiểu như là nó cũng đưa vào nhập viện liền, nhưng mà nó không khả thi, không khả thi. Rồi bé nhanh 50 thuốc, nó biểu mùng 3/8 mới vô tái khám, yeah. Nhưng mà theo cái sức khỏe của ông thì không thể đi được. À, mình thấy nó quá mệt quá. Cũng bây giờ nhờ có chú Hạnh đi ra ông hỗ trợ không? Đó, bữa đây thấy đi được à, mới có 2 vừa qua chứ bữa đây mới có 3 lần phụ. Đây là bữa qua là phụ là anh thấy nó sao? Bữa qua phụ là xét hôm qua đeo quằn quại. Rồi. Đeo ổ bụng rất quằn quại. Đeo rất quằn quại luôn hả? Cái khối u gan này, yeah. Nó bùng phát lên. Nó bên gan này nó phun lên, cái bụng cứ nhắc mà. Rồi. Là gấp đau. Cho nên là bữa qua chú Hạnh ra ông phụ là tự nhiên từ đó tới chiều là không đeo nó đâu, chiều phụ nó là tối nay ngủ im ru luôn. Ngủ im ru hả? Ồ, mấy bữa chưa phụ là mình thấy nó sao? Căng trở cả đêm luôn. Căng trở cả đêm luôn hả? Căng trở. Được. Căng trở. Khó. Cũng như con người ông không có ngủ được á. Căng trở mà đầu nó vừa quẩy nhất luôn. Cứ cái giấm mắt cái đó nghe kẹt nhất là tôi dậy, tôi dậy. Được. Nhưng mà hôm qua là hôm đây là ngủ phụ được mất có 2 lần. Ngày qua phụ 2 lần. 2 lần là sáng với chiều ạ? Sáng chiều 2 lần. Tối nay ra tối hầu hôm là ngủ luôn. Đó. Và nay sáng nay ra phụ 1 lần là đi được. Đi không? Cho đúng ra là đi không được, nhưng mà sáng nay sáng đi cho được, mà giờ phụ rồi là đi được. Mình thấy nó như thế nào? Như tôi nghĩ là thuốc tiên này cũng nhiều khi thuốc tiên mà tôi không được vô gặp thuốc tiên. Nhưng mà nó cũng như thuốc tiên này. Cũng như cái bài thuốc tiên. Mà không có uống gì, cũng không có ăn gì. Không có phải mình vô một ly nước như non gì hết. Đây là bình thường người Tây đưa vô thấy. Đấy là hầu giờ anh cũng không có tin cái môn học này. Hầu giờ nói tin là tôi tin vợ tôi một lần là chữa tôi thôi. Giờ tôi thấy là tôi quá tin rồi. Mình thấy bác là bớt vậy rồi. Mình có cho bác mình đi học rồi môn học không? Dạ, mùng 8 đây. Mùng 8 đây. Có nói với ông già, bố nhà đầu thì mùng 8 đây phải đi. Ông hỏi đi đâu, nói lên xong huynh. Ông nói đi xong huynh nè. Đi xong đi theo bọn con đeo không? Rồi là số mình cũng chưa đến nỗi học. Dạ. Đến lúc học. Rồi. Bây giờ phải riêng là đó. Từ ổng nó lôi kéo tới mình thì chắc mình đi học luôn. Đi học. Giờ mình thấy cái môn này nó có rất là hiệu quả, nhưng mà cái môn này nó không tốn tiền. Không tốn tiền. Không tốn tiền. Thấy điều này đó. Rất hay. Đó là qua sự của chủ nhà nói nha cả nhà. Đó. Ai chưa biết được cái môn học này hôm nay theo dõi cùng với anh Kim. Mai lên lớp đó học của ông phải như thế nào tôi không biết, nhưng mà hiện tại tôi thấy là rất hiện tại bây giờ rất là hay. Còn lên đó lớp học sau này như thế nào nó tôi không biết. Đâu rồi. Nhưng mà mới phụ lần thứ 3 ông đi được là tôi thấy rất hay.
Dạ, tại vì anh chưa tiếp cận được cái môn nào anh không có tiếp. Cho nên là đỡ cho một ngày, bữa nay là 11, 11 à, bữa nay là 1 năm rồi. À. 1 năm tháng 8 rồi. Bài bữa nữa. 8 bài lần. À, bài hôm nữa là đã cả lớp. Cái bác sĩ là chơi rồi. À. Bác sĩ là chơi rồi. Cho nên là tôi kết quả là bác sĩ người nhà, cho nên là mình lên mình hỏi lại bác sĩ trả lời cho mình rồi. Nhưng mà giấu không sợ ông biết, tới ngày hôm nay ông chưa biết. À đúng rồi. Tới ngày hôm nay chưa biết. Mình phải giấu ông chứ. Cho nên là không bao giờ nói cảm giác ông sợ ông tâm lý không. À. Tôi biểu ông tin tưởng ở cái đây đây, chỗ môn học đây, cho nên đỡ vô vô năng lượng cho nó hiệu quả chứ. À. Ok, cũng cảm ơn anh. Rồi, qua lời nói của chủ nhà thì con của bệnh nhân này thấy không ngờ với những người mà bị ung thư bác sĩ trả vừa, nhưng mà không ngờ mà cái môn học thiền thu năng lượng của chú Mai này đã đặt tay hỗ trợ lại bớt đi và không có đau nhức, không có thở oxy và đứng dậy đi. Đó, qua cái hình ảnh video bên Kim vừa quay cho cả nhà mình cùng xem. Bên Kim cũng chúc cho cả nhà mình ngày nào mình có thở mình giới thiệu cho những người thân của mình khi có duyên để tiếp cận, để mình học cái môn học này, nâng cao sức khỏe và đẩy lùi bệnh tật. Video đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà mình vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Hẹn video lần sau phần 2 nha.